Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cơm Camera. Các bạn thân mến, gần đây trên mạng xã hội Quora đã xuất hiện một câu hỏi về người Việt Nam và đất nước Việt Nam chúng ta rất thú vị như: tại sao Việt Nam rất nghèo trong khi người Việt Nam rất thông minh? Hay như là: tại sao Việt Nam vẫn nghèo trong khi người Việt Nam làm việc rất chăm chỉ? Đã có khá nhiều những ý kiến của bạn bè quốc tế sống tại Việt Nam hoặc đã từng làm việc tại Việt Nam chia sẻ. Cơm Camera sẽ trích dẫn một vài chia sẻ của các bạn nước ngoài để chúng ta cùng nhau theo dõi nhé. Đầu tiên là câu trả lời của một khán giả tên là Thomas Valukas. Ông cho rằng Việt Nam không nghèo, vấn đề nằm ở phương pháp thu thập số liệu thống kê. Người Mỹ trung bình có nợ ròng, người Việt Nam trung bình thì không có. Chỉ những người Việt Nam giàu có mới mắc nợ. GDP bình quân đầu người không nói lên được điều gì. Vì ở Việt Nam, dòng tiền chưa được hạch toán tốt. Trung bình nông dân ở Việt Nam kiếm được hơn 50.000 USD mỗi năm, nhưng đó không phải là tất cả. Với số tiền đó, họ có thể sống tốt hơn nhiều người ở Na Uy hay Dubai. Đó là một khái niệm cũ về việc đo lường sự giàu có bằng đô la. Nếu chúng ta đánh giá mức độ cuộc sống tốt thay vì tiền bạc, thì người Việt Nam ít nhất nằm trong top 20 quốc gia hàng đầu và một số chỉ số về một số vấn đề cho thấy họ liên tục nằm trong top 3 những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Và một đánh giá khác đến từ anh bạn Peter Mers, người này cho rằng đó là một nhận định thú vị mà mọi người đã nói về Nhật Bản vào những năm 60 và Hàn Quốc vào những năm 70. Bây giờ không ai gọi những quốc gia đó là nghèo. Vì vậy, câu hỏi thực sự của tôi là bạn nghĩ như thế nào là nghèo? Trong sự nghiệp của tôi đã được đưa đến hơn 100 quốc gia trên thế giới và Việt Nam không nằm trong danh mục nghèo đó. Có một số thống kê rất thú vị cho thấy điều ngược lại, bao gồm cả tỷ lệ nghèo đói thấp hơn ở Mỹ. Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đang phát triển vượt bậc và theo một số nguồn tin, có thể là nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới ngay trong năm tới. 2 năm trước khi tôi mới đến, tôi đếm được không ít hơn 23 cần cẩu xây dựng các tòa nhà chọc trời từ cửa sổ trong căn hộ ở trung tâm thành phố của tôi. Vì vậy, danh mục mà Việt Nam phù hợp lên là đang phát triển. Bây giờ tại sao Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn phát triển thì có liên quan nhiều hơn đến chiến tranh và sự phát triển của phong cách kinh tế. Nếu một quốc gia lâm vào chiến tranh thì rõ ràng quốc gia đó sẽ không thể phát triển, đặc biệt cuộc chiến đó diễn ra ngay trong chính lãnh thổ của quốc gia đó. Tôi sẽ không bình luận về sự phát triển của các phong cách kinh tế. Tuy nhiên, giới lãnh đạo của Việt Nam hiện nay dường như rất xuất sắc trong việc phát triển nền kinh tế. Vì vậy, tóm lại, trong khi một bác sĩ hoặc một chuyên gia nào đó ở Việt Nam có thể kiếm được thu nhập thấp hơn vài lần ở các nước phát triển khác, định nghĩa Việt Nam là nghèo chắc chắn là sai lầm. Đó là hai câu trả lời không đồng ý với ý kiến cho rằng Việt Nam nghèo. Còn về sự thông minh, chúng ta cùng nhau lắng nghe ý kiến đánh giá về phong cách làm việc của người Việt Nam đến từ anh bạn có tên là Taylor Buser nhé. Tuyệt vời và cực kỳ ấn tượng khi họ thực sự có động lực. Một số người thấy nhân viên văn phòng ngủ trưa hoặc nhân viên chính phủ lười biếng thì đã tự thêu dệt nên đánh giá của họ về người Việt Nam. Nhưng theo quan điểm của tôi, không có bất kỳ ai giải quyết mọi việc nhanh như người Việt. Một, tính linh hoạt. Họ không quan tâm đến chức danh hay trách nhiệm công việc của bạn, họ chỉ quan tâm đến việc bạn làm cho mọi thứ hoàn thành. 2. Rất nhiều kinh nghiệm. Hầu hết mọi người sẽ tự sửa chữa, hoặc tự làm, hoặc tự mình lo liệu mọi thứ, trừ khi công việc đó thực sự cần đến trình độ chuyên môn. Do đó, họ có thể làm và hoàn thành nhiều việc hơn trong một ngày, nhờ vào việc họ đã quen với các vấn đề phức tạp và đa dạng. 3. Đừng chán nản với thất bại. Khi mọi thứ không diễn ra như kế hoạch, họ nhanh chóng chuyển bánh răng và thử kế hoạch B hoặc C hoặc D. 4. Khả năng tự tìm ra cách để làm điều gì đó thì cũng rất là đỉnh cao. Vâng, đó là ấn tượng của anh chàng Taylor Puser về phong cách làm việc thông minh và hiệu quả của người Việt Nam chúng ta. Còn ý kiến về sự chăm chỉ của người Việt thì sao? Chúng ta cùng nhau lắng nghe đánh giá của một vị khán giả có tên là Michael Muller đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Câu hỏi này có thể hơi ngây thơ một chút. Đầu tiên, tôi đã sống ở Việt Nam vài năm, tôi sẽ không mô tả những người ở đây là làm việc chăm chỉ. Việt Nam thực sự là một phần của Trung quyền, giống như Hàn Quốc và Nhật Bản, vốn nổi tiếng hay khét tiếng về đạo đức làm việc cuồng tín của họ. Nhưng những điểm tương đồng với những xã hội này chủ yếu là ở lĩnh vực văn hóa cao, nghĩa là triết học và giá trị nho giáo, ảnh hưởng nghệ thuật từ Trung Quốc, v.v. Ngược lại, chúng lại khá khác nhau. Về lối sống, tôi có thể nói rằng Việt Nam thực sự gần gũi hơn với các nước Đông Nam Á như Thái Lan. Mọi người thích nhịp sống chậm và muốn dành nhiều thời gian cho gia đình. Tôi không mô tả người Việt Nam là lười biếng. Nhưng hầu hết mọi người đều làm việc để sống, họ không thường sống để làm việc. Thứ hai, văn hóa làm việc chăm chỉ không đồng nghĩa với một nền kinh tế giàu có và ngược lại. Người Bắc Triều Tiên có lẽ làm việc khá chăm chỉ, nhưng nền kinh tế của họ vẫn lạc hậu và nghèo nàn. Pháp và Ý không chính xác được biết đến với một nền văn hóa làm việc siêu mạnh mẽ.
Tuy nhiên, họ vẫn là những quốc gia đầu tiên trên thế giới có mức sống cao. Và cũng là một quan điểm về sự chăm chỉ của người Việt Nam, nhưng đây lại là một quan điểm khá khác biệt của anh bạn Jason. Tôi không phải là người Việt Nam, nhưng có vợ và gia đình là người Việt. Tôi đã sống ở Việt Nam, Hà Nội trong 12 năm và có bằng cấp về ngôn ngữ, lịch sử và văn hóa Việt Nam. Tôi có thể làm sáng tỏ điều này. Người Việt Nam là những người tuyệt vời, tốt bụng, trung thành, trung thực. Họ có vẻ ngoài là người chăm chỉ, dậy sớm về muộn, nhưng sự thật là họ dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện, uống trà, ngủ nướng và những công việc cụ thể cần thiết nhiều thời gian để làm. Logic và suy luận ở đây dường như không tồn tại. Phần lớn thời gian được dành để sửa chữa sai lầm, cố gắng giải quyết vấn đề và có một văn hóa giữ thể diện ở đây, có nghĩa là mọi người không bị đổ lỗi cho những sai lầm của họ, đồng thời tránh những lời chỉ trích và sự thật phũ phàng thì được tránh để giữ thể diện. Các trách nhiệm được né tránh và mọi người dường như vượt qua khó khăn hơn là đối mặt với các vấn đề trước mắt. Họ khá hỗn loạn, hiếu động, hướng ngoại và kiên cường. Tuy nhiên, tôi hiếm khi thấy bất cứ điều gì đó có thể được mô tả là làm việc chăm chỉ, các dự án kéo dài hơn dự kiến và vượt quá ngân sách, tham nhũng, các vấn đề truyền thông và thiếu kế hoạch, sức khỏe, an toàn và tính minh bạch dường như là những vấn đề được xác định ở đây. Vâng, có vẻ góc nhìn của anh chàng sống 12 năm tại Hà Nội khá tiêu cực, còn các bạn đánh giá như thế nào thì hãy để lại bình luận để chúng ta cùng nhau thảo luận nhé. Theo mình thì tích cực và tiêu cực là hai thứ luôn song song tồn tại, và không địa phương nào hay con người ở địa phương nào là hoàn hảo cả. Có người tốt cũng có người xấu, có việc tốt có việc xấu diễn ra ở khắp mọi nơi trên thế giới này. Chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực làm việc để cuộc sống của chính mình trở nên tốt đẹp hơn các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ S nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.